chị sẽ yêu cầu em đi tìm hiểu về cái này nhá. Chị chính là cái người đại diện user điển hình đây. Em đặt câu hỏi đi để em hiểu về cái bài toán của chị. Thế thì cứ để ứng viên đặt câu hỏi mình trả lời. Và sau đó mà mình bảo tính thì em tóm tắt lại bài toán em vừa hiểu em vừa nói là gì. Nếu mà thấy cách diễn đạt, ta có chịu gợi ý của mình trong khi trả lời phỏng vấn rồi, thì khi là cũng đã gọi là giúp đỡ, trợ giúp trong lúc hỏi A thì trả lời thêm A phẩy nữa. Thế mà tổng hợp lại và thấy là trả lời diễn đạt lại bài toán tương đối rõ về cả mấy cái cạnh đó thì đó mình đánh giá đó là người khả năng phân tích tốt. Cái điểm thứ hai đấy là cái tư duy phân tích mình hiện thế nào, mình quan điểm thứ hai đấy là biết cần có kỹ năng tư duy phân tích để giải quyết vấn đề. Khi đưa ra một problem, khi giải thích rằng là có một ở đâu đó hoặc hỏi thì bản thân bạn ấy có biết gì đang không như ý, có cái gì đang coi là problem của mình thì hãy phân tích xem tại sao cứ trả lời mấy lần tại sao như vậy để xem bạn ấy có nhanh chóng rút ra được cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Một là mình đưa ra một tình huống ở như này đã có người có vấn đề như này, thế thì nếu em là người có quyền phân tích thì tìm ra nguyên nhân gốc ở đâu thì em hỏi như thế nào, chị đáp như thế nào để giả sử là cuối cùng bạn ấy phân tích ra quyết định nguyên gốc nào. Hai là hỏi lại một cái kinh nghiệm làm việc của bạn ấy và thấy một cái feeling có một cái bạn ấy chưa hài lòng và bảo bạn ấy phải phân tích lý do gốc cho thực sự. Thế qua câu trả lời đấy thì mình sẽ có cảm nhận được là bạn ấy đưa ra cái sự phân tích có hợp lý không. Đấy là cái cách mà mình đang tiến hành và mình nghĩ là rất đáng tin cậy. Xin trân trọng giới thiệu với bạn Lê Anh, chính là một đối tượng mà bên mình vừa tuyển dụng và đào tạo rất thành công. Sản phẩm đầu tay hả chị? Sản phẩm đầu tay. Không, đấy là sản phẩm của năm tuyển dụng từ cái lần thứ 3. Tức là mình từ lần trước mình có nói đấy, hơn 3 năm và 3 năm liền tuyển và tổng hồ sơ hơn 1.000. Thế mà tuyển vào 3 người. Và đây là và tiếp tục ấy, qua phỏng vấn như thế mình thấy là cũng chỉ là để đánh giá bắt đầu thôi. Thế còn sau đó thì là chứ còn mình không thể tự tin rằng mình là thiên tài, mình có 30 phút hay là gì từ đó mình xác định chính xác được là có 5 người nào là the best candidate cho mình đâu. Thế là sau cái vòng phỏng vấn và đánh giá mới thêm mấy cái đó nữa thì là vào học việc hoặc thử việc. Đấy, và tùy xem là kinh nghiệm của ứng viên là mức nào. Nếu mà đã có kinh nghiệm tương đối rồi thì có thể chấp nhận cái thử việc luôn và trong cái thử việc thì bằng những bài toán thật, bằng những cái sản phẩm thật mà cần phải làm ấy thì sẽ đánh giá tiếp về chuyện kỹ năng phân tích để vượt qua cái hai biểu hiện chính vừa rồi. Chị hỏi như là bạn này